Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Tôi có cái cây trời mòi này, trước tôi cũng muốn định hình, tôi cũng quay anh em xem này. Cây này thì nó có cái dáng thì tôi nói là khá đẹp này. Nhưng mà nó bị hai cái điểm nổi này anh em này. Cái điểm nổi thứ nhất là hai cái cành này nó trùng nhau này. Em thấy không? Khi mà mình phế cái cành này đi thì cái cây này nó sẽ bị trống. Tôi đợi cái cành này nó dài, nuôi dài thì mình phế sau cũng được. Thì mình đưa cái cành này về, phế cành này đi. Nhưng mà bây giờ mình phế thì nhiều khi cây nó bị yếu anh em ạ. Bây giờ nó có mấy cái chồi mà mình phế hết đi là nhiều khi là nó chết cây luôn. Đâm ra tôi không dám kệ. Cái điểm này đúng này. Cái điểm này hôm bữa tôi cũng không biết rồi này. Nhưng mà không dám khắc phục này. Anh em nhìn cái thân cốt bể này. Lên trên này. Thì chỗ này nó bị phình ra. Anh em thấy không? Phình ở chỗ giữa này. Phình ở chỗ này thì khắc phục khá dễ anh em ạ. Đục cái chỗ này đi là xong. Đây, cái này đục đi như này. Thì nó sẽ thành một cái đường lượn như này.
Đây anh em, giờ cái đường chuyển đây này, nó hết bị to cái chỗ này rồi, anh em thấy không? Khá đơn giản khắc phục những cái này. Nếu mà là cây xanh thì tôi đã đục lâu rồi anh em ạ. Nhưng mà cái dòng này thì nhiều khi nó, khi mình đang uốn nó đang yếu đấy, mình không dám đục thì còn. Giờ nó thành cái đường này. Khá đẹp mắt. Lỗi mỗi cái cành này nữa. Nói chung nhìn nó ra tổng thể một cái bonsai rồi, nhưng mà cái điểm này là tôi chưa nghĩ. Cái này nó rất ít mầm, ra cái mầm này thì sai. Được có cái bên này với bên này. Phía bên này cần mầm thì không ra. Nó ra mầm chỗ này thì đẹp.